Hello mọi người, video ngày hôm nay thì mình sẽ làm nó hơi khác đi một tí và nó sẽ kiểu như thế này này, sẽ không có đầu và bắt đầu thôi. Hôm nay mình vừa mới ngủ dậy, ngồi sau xe, ngủ ngon. Tao vừa ngủ dậy xong ấy, thì lái xe thẳng tay quá, cửa sát tay ấy, thế là mình ngủ luôn. Hôm nay là mình chuẩn bị đến địa điểm thuê đồ. Ui. Anh ơi, mày đưa em xem. Ui, quả này mà cho móm mà đi. Cho móm mà thì thôi đấy. Thì mồm, cái mồm cắt không. Ờ, tay anh bẩn đấy. Thằng này phải hút hết. Hút đi. Hút trải nghiệm mùi quá đấy. Hút đi, chưa hết. Hút đi, hút đi. Em ạ, à, anh em ạ, à, thuốc nào này ngon đấy. Hôm nay bọn mình đi cắm trại tại Hồ Đồng Đỏ, Sóc Sơn. Khu cắm trại này cách Hà Nội tầm 45 cây. Và đi chỉ mất tầm 1 tiếng đến tiếng rưỡi thôi. Nhưng mà tại vì bọn mình không dùng map thì em mất thời gian hơn 1 tí. Anh nhường nào ấy? Ờ, đi theo mày. Chú Ảnh à? Mình đang rất là cục xúc tại vì bọn này nó trước này nó chửi bậy. Nói một câu chửi một câu. Thì thôi mình cứ dí sát mặt vào xong về ấy, lại kêu xấu ỉa ấy, không quay. Ôi nhưng mà ở đây đẹp thật đấy, quay đẹp đấy. Hãy cứ giữ khuôn mặt lạnh tanh. Ghế bọc hết rồi, ghế bọc hết rồi. Anh không giấy không? Ok, làm gì vậy? Đi tắm á. Đi cẩn thận đấy, đi cẩn thận. Cẩn thận lao con mẹ mày đầu xuống, chết mẹ mày. Ai chết tao, chết mày đi bộ về con. Ê, đừng xuống con hồ. Đừng xuống con hồ. Sao? Nhiều ma của mẹ ấy được điên à? Đẹp nhở, đẹp ấy. Có thấy con mẹ đâu mà đẹp thế. Đẹp mà, anh nhìn góc bên này như kiểu châu Âu luôn. Anh đi một mình lạnh không? Là anh. Nhưng mà giờ anh có bạn đồng hành rồi mà. Anh đi một mình. Em hỏi câu, những câu hỏi em. Em cũng muốn lái xe lắm nhưng mà cuộc đời không cho phép. Thôi em cứ lái đi, anh cho phép à. Thì mày xuống đi. Em sợ chết. Không biết bơi. Mấy ông kia đi rủ nhau đi đâu cơ? Đi quay MV. Đi quay MV thế đó. Mày điện thoại ở đây cũng rủ quay MV. Nói chung tệ nạn quá nhỉ. Cái vlog này là một vlog tệ nạn rồi. Vlog 18 cộng. Gọn vào ô tô ạ. Tắc nha, không có lông gà đâu, phải mua con gà đấy. À, phải mua cả con gà. Cái gà thế. Phải mua con gà mới xong người. Đây là siêu. Không có ai ở nhà cả. Đồ trên vai. Nhưng mà từ trừ khi tối, bạn đặt khi tối cho mong. Anh ơi, anh cần đi đâu để hẹn mờ. Gì đó. À, tao ngồi xuống tao thấy đầu tao tần sao mày ạ. Nhiều phố lát hết nhở. Phá lứa đây mà. Nó chụp bát. Nó chụp bát. Đấy được rồi đấy, đi. Hiện tại thì bọn mình đang ở Hồ Đồng Đò. Hôm nay thì mình đi với các anh đồng phê mọi người. Bây giờ mình đang đi chọn chỗ để không cho đẹp thì mình sẽ ngồi. Xong rồi lại đi vòng lại. Đi vòng cái chỗ mà lúc em mình đi ấy. Đoàn đi 9 người lạc một lửa rồi mọi người. Ý là nhá. Bây giờ đang gọi. Bây giờ mình đi vòng lại đoạn đấy. Xong rồi. Đi đấy. Sang mỏ bên kia nhá. Mỏ bên kia. Bên kia. Ờ. Mà ngồi bên này em thấy Jelly ở đây thì thôi. Jelly đường ấy nó vẫn là cái hồ ấy mà. Mỏ bên góc bên này. Ờ. Đúng rồi. Bên kia. Bên kia đi chuyển sang bên kia ngồi. Thôi này không? Làm gì có lều đâu, hết lều thuê mà mọi. Nay đoàn đi 9 người, chả hiểu sao đi vòng thì lạc mất một lửa. Đây, lạc mất một lửa, một nửa. Chết tiệt. Rồi, lấy cô. Tại sao mày không đi bộ ra? Mày băng quầy gì? Mời. Bơi, có mẹ sang bên đấy đi. Lại tôi. À, đi bộ lúc thôi. Mọi người thấy đứng sau lưng mình không?
Cái đấy là mấy cái homestay ấy, nó đang xây ấy. Ở đây đang khu kiểu đang ở trong đà phát triển. Ui ui, mẹ em đi xuống hồ. Ui, mẹ ở đây nhiều đá con lắm. Ngồi đây luôn à? Ngồi đây luôn à? Ừ, ngồi đây có cây. Đây em cho đấy, thằng đấy. Bật lửa anh. Ơ, đá ở kia. Cho này là tháng 11 không nhỉ? Ui. Ơi, anh lên núi đốn củi rồi đấy à? Có 600 thùng tối. Thầy ơi, nhóm củi ra kia thì anh em ngồi. Nhóm củi. Là cách mà chị em chúng tôi đi picnic. Đây. Mọi người ạ, đây là chị em chúng tôi ăn uống trang điểm các thứ xong rồi con trai làm việc bằng sách. Anh à, anh à. Ôi giời, mẹ đến miệng còn rơi. Đấy, ăn đâu mà. Ngon không anh? Ngon không? Ngon. Đấy, khói rồi, lên đi em. Mua đi, lên khói. Còn tàu khói, còn mấy tàu khói. Mấy tàu khói gì? Trên bàn này thì dưa chuột là con gái cắt. Mọi người nhìn đi. Còn đây là đồ con trai cắt. Thế sao lại như vậy nhỉ? Củ đậu cũng là con gái cất. Con gái gì cả. Thịt này là cơ anh đúng. Con trai đảm nhất. Con trai đảm nhất. Cháy ơi, cháy ơi, cháy ơi. Anh bày việc cho bọn em làm đi. Bọn em trông vô dụng quá. Đấy, em cứ thật quay rồi em làm. Chúng mày có thể tỏ ra cõi khờn được không? Đừng ăn uống nữa. Ê, giả sử ấy là bây giờ mày đang bia xúc xích ấy. Bia xúc xích đi, soi nghe là người nổi tiếng. Được cảm ấy. Uầy. Rồi. Nói gì mọi người nha. Đây là xúc xích ngon nhất tôi từng ăn bởi vì nó ở trên Sóc Sơn. Ngon nhất ở trên này thôi nhưng mà xúc xích mang từ Hà Nội lên nhưng mà ngon nhất ở trên Sóc Sơn. Ăn ngon ở trên Sóc Sơn. Ờ, xúc xích ở Hà Nội nhưng mà ăn ngon ở trên Sóc Sơn. Còn tôi ăn xúc xích ở Hà Nội ngon ở Hà Nội rồi. Giờ tôi sẽ lên đây tôi ăn xúc xích ở Hà Nội ở trên này ngon. Dậy từ 5 giờ sáng thì chả ngon. Thầy cứ có một cái thì cứ mời. Xem. Ui nóng thế. Rồi. Thưởng thức xúc xích ở Hà Nội nhưng mà ăn ngon tại Sóc Sơn. À. Ngon. Anh ơi, ăn xúc xích Hà Nội mang tại Sóc Sơn vị này. Đừng ăn nữa. Ngon. Tại sao? Tại sao chẳng muối? Anh quên. Anh quên chẳng muối. Xúc xích chấm muối hả? Ừ. Tao đang định là lấy chay ngớt nhưng mà tự nhiên con này hỏi tao thế tao quên. Thế là chấm muối luôn. Người ta đi picnic người ta mang ba lô, mình mang từ vài tí. Hỏi mang được cái gì? Không có đống mít phẩm. Chạy từ nào đây? Cái gì cả được ba lô thuốc khách có phải túi. Cho kèm theo một đống vàng này vẫn để dọn. Anh bật beat và rap cơm đây. Mày mời các bộ lão ở đây chưa? Hả? Mày chưa chín thì sao ấy? Ngồi mày ăn được mày cũng kêu là chưa chín. Ôi chưa chín này. Không được, không được. Các cô ca. Nước xấu. Rượu à? Lúa mạch ạ. Nước xấu. Lúa mạch ạ. Người. Bây giờ mới ăn này, mời cả nhà nhá. Ô, đổ đi. Uống đi anh ơi. Chắc là chia nhỏ ấy chứ. Hoặc là bà ấy thâu cả. Cho bà ấy nhớ. Đúng rồi, mình là 100 bà ấy. Chỗ. Người ra ngoài đâu. Xấu ấy, xấu mà. Gợt chứ. Xấu mà. Đừng có như thế. Đi nè. Tao tưởng đây là bia. Tao tưởng
ơi. Anh nghĩ cái gì? Anh nghĩ lắm. Nhớ là đen tiếp. Mày chết rồi, mày đen lắm con ạ. Đen mà. Vẫn là đen. Mày không có đen. Mày lần cát. Mày đỏ đi. Đen. Mày đen. Chịu mà. Mày. Chị ba phát. Bắt đầu đến kia rồi, đổi vòng rồi. Hát rồi. Quên này. Quên bây giờ bấm đẩy đen thì thôi. Mà đâu rồi à? Ủ hết phải vẫn phải thi. Anh phải dọn rồi sẽ là anh còn thi. Mình cứ tưởng là anh mình đùa, hóa ra là anh mình thi thật mọi người ạ. A few moments later. Đốt hết mọi thứ như là cigarette. Em làm anh thấy mình không là gì hết. Em đưa anh đi theo cảm xúc của em. Bay theo làn khói như khi hút thật nhiều vào mỗi đêm. Anh không thể ngăn bản thân mình thôi suy nghĩ về em. Anh biết không tốt khi từng điếu đưa vào người như thêm. Cháy thật chậm như là cigarette. Và giống như em, make me sick nhưng anh không thể ghét. Và giữa hai ta không có đúng và sai. Những gì đang đến là mây đen, anh không thể ngừng lại. Đừng để bản thân mình lên trên mọi thứ. Anh từng đánh mất những gì anh nên giữ. Phải đốt mọi thứ cháy thật chậm như là cigarette. Em làm cho anh có cảm giác mình không là gì hết. Cảnh thì phải biết. Em xin. Mùi như bát hương ấy, có thể nhận thuốc. Nâng lên rồi đó. Nhưng gì á? Bảo sao ngủ một giấc dậy thì nóng ạ. Trong cảnh ấy nhỉ. Bảo rồi, thuê cái thuyền đi, mấy em mình đi. Rồi tắt ra. Tắt rồi. Quân cao lên. Em biết mà, ai cũng vậy. Đâu nữa mà em. Sao em cây tít ở ngoài kìa. Ngồi ở sát nước nó mới chiêu. À rồi ốp à? Thử rơi toại. Thử rơi điện thoại đi để coi video. Thử rơi toại đi. Em quay về em ghép cái thằng đêm chương trình tức kỷ. Chúng ta sinh ra không ai được chọn hoàn cảnh, nơi ở, nhưng chúng ta được lựa chọn cách sống. Trường hợp như cậu bé thiểu năng dưới đây là một ví dụ cho nghị lực vươn lên cao đẹp. Sinh ra bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, ba mất sớm từ khi em mới ra đời, mẹ lại bị thần kinh lúc mơ lúc tỉnh. Nhưng nụ cười của cậu bé, nụ cười của sự lạc quan, của ý chí vươn lên bệnh tật, vượt qua số phận. Giáo chịu thì chả được biến. Có ạ. Chơi giáo chịu. Mọi người, bọn tôi là nghiện. Hai cây. Cả sao mà, mày đi cả sao mà chết luôn. Cậu, bắt tay rồi. Bắt cái sai rồi. Bắt sai rồi, nói cái sai rồi mà. Ồ, sai rồi. Mày đền bao nhiêu con? Mày đền chặt dây này đúng không? Bảy con. Bảy con. Không. Cắt được à? Tao đã xong bố lại xuống luôn đúng không? Tao đã xong bố lại xuống luôn đúng không? Ai chia nhau ấy nhở? Ai chia nhau à? Ai bảo cho mà? Hai gái. Em bảo lắm mà. Bên ngồi, tất nhạc. Hai gái. Một, hai. Báo xâm láo ấy, cả láo cũng thấy người cả đấy. Đúng rồi. À thế à? Ừ. Tôi đúng báo rồi. Đúng rồi. Anh thích báo không? Nào mà bài bên kia đây kia này kia ta bảo này sao mà bị đánh mà vẫn cười nhỉ. Ôi
Sai. Nó có 3 giây, 10 giây mà. Ơ? Chụp năm. Mọi người ơi, các anh của mình phê lắm rồi nha. Mình sẽ xin kết thúc video tại đây. Bye bye. Bye bye. Mọi người ơi. Chào đi. Chào đi. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Chào bye bye. Chào đi. Chào đi ước cơ. Bye bye. Bye bye luôn, chào. Bye bye thôi. Yêu. Yêu. Hẹn hôm khác, hẹn dịp khác tiếp. Hẹn mình cho thêm nhá. Bye bye. Bye bye.